Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mới. Thưa quý vị, thiên tai bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi và kéo theo những hậu quả nặng nề. Ngay lúc này, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh mới nhất cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt mưa lũ lần này tại Trung Quốc. Mưa xối xả ở Trung Quốc, 25 người tử vong, Phượng Hoàng cổ trấn chìm trong lũ. 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất, đài CC trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào hôm thứ Tư vừa qua cho hay, mưa xối xả như tuần này ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người đã thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét, hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày thứ Năm, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn làm ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa thân người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Cục An toàn Hàng hải ở một số thành phố đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông đường thủy để đề phòng nguy hiểm do nước sông dâng nhanh. Các nhà chức trách đã gửi lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, ven biển, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mùa lũ năm nay. Bắt đầu từ tháng này, sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm nay. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp, đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm, do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống, không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 vào 2 năm trước đó. Quả thực, 2 năm trước đó, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến 5 cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Nước lũ tràn vào các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và 12 người trong số họ thiệt mạng. Mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều nơi ở Thiểm Tây, Hà Nam, Trùng Khánh, Sơn Đông của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm ngàn người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình công cộng, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ,
hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam. Với các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ ngày đầu mưa lũ, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu, lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm và đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liệu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liệu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sủng Tả, ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày thứ ba vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Vào mùa hè, các khu vực này thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù đã được dự báo trước, trận mưa lũ này cũng đã gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc. Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ tại đây sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Thưa quý vị, bão Freddy đã lập kỷ lục và trở thành cơn bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất trên trái đất. Dự kiến sẽ quét qua Mozambique thêm một lần nữa. Kể từ khi xuất hiện, bão nhiệt đới Freddy đã gây ra thiệt hại to lớn ở Mozambique và Madagascar, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng tại hai quốc gia và khiến hàng nghìn người phải di rời khỏi nơi ở. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, đây là một cơn bão rất hiếm và hành trình của bão được đánh giá đáng kinh ngạc và nguy hiểm. Bão Freddy phát triển từ ngày thứ Năm ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Australia, sau đó nó di chuyển hàng nghìn km qua Nam Ấn Độ Dương về phía Đông Nam Châu Phi, ảnh hưởng đến các đảo Mauritius và La Réunion dọc đường đi. Cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Madagascar vào trung tuần của tháng, trước khi đổ bộ vào Mozambique vài ngày sau đó, gây ra mưa xối xả, gió mạnh và lũ lụt phá hủy nhà cửa và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người. Johan Stander, giám đốc dịch vụ của WMO cho biết, bão Freddy đang có tác động lớn về kinh tế xã hội và nhân đạo đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Sau đó, cơn bão đã quay trở lại kênh Mozambique, tiếp tục tồn tại trong khu vực và hướng về bờ biển phía tây nam của Madagascar. Theo WMO, cơn bão hiện đang di chuyển ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ mạnh lên khi quay trở lại Mozambique. Các nhà khí tượng học ước tính bão Freddy đã tích lũy và mạnh lên gấp 6 lần. Theo đó, cơn bão này đã phá kỷ lục trở thành bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất và có sức mạnh tích lũy lớn. WMO đang theo dõi xem liệu Freddy có trở thành cơn bão kéo dài nhất trên thế giới hay không.
kỷ lục này hiện thuộc với cơn bão John kéo dài 31 ngày vào năm 1994. Tại thời điểm này, nó dường như là một kỷ lục mới về cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất được ghi nhận, nhưng chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình. Chuyên gia phụ trách các vấn đề thời tiết và khí hậu của WMO, Radan Kavani cho biết, mặc dù còn quá sớm để nói tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với bão Freddy, nhưng các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến những cơn bão nhiệt đới này trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, vào tối ngày thứ Tư, nhiều người dân sinh sống tại tầng trên cao của tòa nhà thuộc khu đô thị Times City số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã cảm nhận thấy sự rung lắc nên hoảng loạn chạy ra ngoài. Cùng thời điểm đó, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC cho hay một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra vào lúc 21 giờ 49 phút tại huyện Cảnh Cốc, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với tâm chấn nằm ở độ sâu 5 km tại vị trí 23,4 độ Vĩ Bắc và 100,5 độ Kinh Đông. Được dẫn lời trên Thông tấn xã Việt Nam, tiến sĩ Lê Huy Minh thuộc Viện Vật lý Địa cầu cho biết, việc người dân Hà Nội cảm nhận được trận động đất trên không có gì là lạ. Ví dụ như dư chấn từ trận động đất tại Malaysia tối ngày 24 tháng 3 năm 2011 cũng đã làm nhiều người Hà Nội hoảng loạn. Theo lý giải của ông Minh, điều này do Hà Nội là vùng đất yếu, khi động đất lan truyền đến sẽ khiến những người ở các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ hơn các vùng khác, thậm chí còn cảm nhận rõ hơn các vùng gần tâm động đất nhưng có nền đất chắc. Nhận xét về trận động đất 6,6 độ Richter ở Vân Nam nói trên, ông Minh nói không ảnh hưởng tới Việt Nam. Trước đó, vào năm 2012, dư chấn động đất tại Indonesia cũng đã khiến nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rung lắc, chao đảo. Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất Sóng thần Việt Nam cho biết, Việt Nam chịu ảnh hưởng động đất 8,9 độ Richter vừa xảy ra ở Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam nằm xa khu vực động đất nên chỉ những người ở khu vực cao tầng có cảm giác rung. Giáo sư Cao Đình Triều, chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu cũng khẳng định, những trận động đất ở Indonesia, Việt Nam rất khó bị ảnh hưởng nhiều. Khu vực phía Nam cảm nhận rung chấn rõ nhất nhưng không lớn. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2012, trạm đo địa chấn ở phía Nam ghi nhận được những rung động nhỏ dưới 5 độ Richter. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.